Đánh vua quýt à? Rồi rồi, tới công chuyện này. Đấy. Như này à? Búp cho con này là đòn đánh được hồi thêm 9 máu. Chết đại tên chức quên đang lấy bùa ngồi đọc đọc. Bùa ngố luôn đấy. Chín máu là nhiều đấy, nhau có chết cả hai luôn rồi. Ớ. Cân bằng thôi chứ không phải nâng nớp đấy anh em nhé. Từ mạnh quá thì thành bài mạnh thôi chứ không phải rác giống như bản chất. Vẫn đánh top 1 bình thường. Giờ những bài gì ngon chứ đây à? Mình thấy bài nào meta trước giờ vẫn đánh được luôn đấy. Ahi còn chơi được không chứ nào? Vẫn đánh được. Phải có ông vừa đánh xong rồi. Trận này có nhà Warwick hay counter lobby. Vẫn đánh vào tốt được đấy. Trận này đồ cát đẹp như vẽ luôn này. Hàng chờ. Hàng chờ nhá. Đánh Warwick à? Ghê nhờ, đánh Warwick luôn nhờ. Học lõm luôn nhờ. Đánh xỉ tế lên tôi à? Tôi bắt trước bạn, bạn ơi. Đánh Warwick ấy. Đánh anh em chóng mặt luôn này. Con Warwick này tôi là... đánh rắc rồi, bú rắc rồi đấy. Con Warwick này được cái là không ai tranh. Giết kiểu lại đôi Zig với đôi Seraphine này. Nhưng mà Warwick, nếu mà đánh Warwick thì nãy lấy cái này chả ngon lắm. Cơ bản nó nhiều siêu lắm rồi. Nhưng mà lấy thì cái bọn tiên phong này có lá chắn thì đều tanh trâu hơn anh em này. Thật cũng được. Không phải phế lắm. Dạ. Thử nha. Xoay ra Warwick 3 rồi thử mấy con này tính sau. Warwick này đánh tiên phong hay là đánh băng cũng được. Warwick này đánh tiên phong với đánh theo băng mạnh hơn bạn ơi. Tiên phong chưa? Ok ok. Ra sớm đánh 4 tiền 3 sao cho anh em xem. Cào lực phết đây. Vẫn thua mấy câu à? Thiếu con dăm bồ nữa thôi. Warwick carry à anh à? Đúng rồi anh em nhá. Warwick carry đấy. Warwick này mình thấy còn một bài đánh được. Đánh Warwick 4 tiên phong 4 pháo thủ ấy. Cũng mạnh nhá. Ok tí nào. Ok xong.
À quên không kẹp cái này vào. Chanh hai sao phê quá. Khi nào xoay đến 4.5 vẫn chưa ra Warwick 3 không nhau. Ra được 3 con Warwick lúc đầu đến giờ hết rồi đấy. Nãy giờ cũng không ra thêm được con nào. Sao con người quá. Vừa tính ra kiểu Warwick 2 1 tấm 5 quá à. Là cái kiểu ma của yêu á. Thôi bắt một con người ăn luôn. Đợi Warwick hai con này thôi. Tự ra nhá, giờ lên cấp. Mình còn đang thiếu con băng giá nữa cơ. Rumble. Rumble các kiểu. Game này cút rồi đấy, xoay bài còn kịp. Cày thế nhỉ? Phải anh Khánh Huy lừa được. Trận này đánh rắc là đẹp rồi. Ra một đống rắc. Rắc cũng đồ y hệt như này luôn. Ra đống rắc. Giờ lại còn cái bài thiếu một con nữa mới mất dạy. Không có con dâm bồ nào nữa cơ. Giờ vẫn chơi theo con Wick thì đã cũng chưa. Nót thật rồi. Ra vào đây. Ra vào đây anh em ơi. Sao lại vẫn là con na sớt vậy? Zone hở quay 3 các thứ ở đây luôn đấy. Trận này giống không lên được cấp. Văn bia đánh tiên phong mà lấy văn bia cũng ngon phết đấy chứ nhỉ. Thăng hoa cũng ngon. Lấy cái này đi.
đánh được thằng vậy. Lô. Nhà này nhìn đang yếu này, đang full 1 này. Lên cấp à? Không lên cấp được rồi. Mình không xanh anh em ơi, không giống như ông lúc nãy không lên được cấp đâu. Chỉ có đánh ở đây thôi. Xanh thì không nói. Bữa đấy suýt được vào chung kết. Nghĩ là như này là nhót rồi. Mạnh phết anh em ơi. Đánh được đấy. Giờ mà lên được mình lại phải muốn bắt cả con này nữa. Kệ đi. Ngố thật. Cứ bình tĩnh lên full 3 hết ạ. Đấm hết đây. Có sự thế. Ừ may. May làm ra cái con này. Luôn kiếm bùa anh em ơi. Lên 8 nha. Giờ dồn lấy bùa với lên cấp thôi anh em ơi. Hết bài rồi. Cào đấm cả nhà rai rồi. Mạnh chưa? Đấm cả nhà rai. Đang cháy luôn đấy nhá. Mạnh phết. Anh này mà đánh bài Tết không biết ăn bao nhiêu à. Đây là bạn. World Quick bao nhiêu phần trăm tốc đánh à? 1.51. Tích được bao nhiêu à? 56%. Tích được 56% rồi đấy. Cháy luôn. Ui giời ơi, đây rồi. Thiếu một quan thì zone một. Pandora đỏ điên à. Đỏ hết chịu. Trận này bảo đó thì chịu đấy. Cơ bản anh em mà zone ra nhiều. Đấy. Không phải không sai. Cốt mồm à. Ngố thế để lúc sau lên cấp hơn. Để qua cái round này lên cấp hơn. Mất tập trung quá. Như này à. Ổn đấy chứ.
Thế là lấy thêm đồ hồi quay nữa là đẹp. Ô chết mẹ con đấy của mình hả? Ô thân xong chết mẹ nó vô quýt hả? Ô ui nghi la quật chết vô quýt luôn mà. Không chết bài ngố thua luôn. Được 30 phép. 1, 2, 3, 4 con 3 sao. 4 con 3 sao được 30 phép. Mục tiêu dưới 25% máu. Bút cho con bút cho con này được thêm hồi máu anh em ơi. Bút cho con này là đòn đánh được hồi thêm 9 máu. Chết mẹ tên trước quên không lấy bùa ngồi đọc đọc. Thua ngố luôn đấy. Chín máu là nhiều đấy anh em. Ôi chết cả hai luôn rồi. Ơ kìa đang ngồi đọc mà. Ui giời bài mạnh bài mạnh.